Chị ơi, em hỏi này, khi mà ấy ấy thì đàn ông nên để lưỡi vào đâu để chị em thích nhất ạ? Để lưỡi ở đâu? Thực Vâng. ra thì khi mà bọn chị trả bài, kể cả là phần mở bài hay phần thân bài đối với anh em, thì trên dọc toàn cơ thể của chị em phụ nữ sẽ tập trung những cái điểm G. Chỗ thì nhiều dây thần kinh, chỗ thì ít dây thần kinh, nhưng em phải chạm vào tất cả những cái điểm đó. Và có một điểm làm cho chị em thích nhất, nhưng chị Vâng. sẽ kể từ từ từng điểm một để Vâng. em có thể lấy kinh nghiệm nhá. Vâng. Đầu tiên là đi từ trên xuống nhá. Vâng. Đầu tiên là ví dụ như là cổ này, tai này, Vâng. sau gáy này, rồi là hôn này, Vâng. rồi lui xuống nữa là vùng núi đồi này, Vâng. rồi vùng hạt lạc của núi đồi này, Vâng. tiếp xuống nữa là vùng eo này, rồi bẹn này, đúng không? Rồi đến cái điểm này là cái điểm mà cần quan trọng nhất, Vâng. đó là vùng tam giác vàng. Vâng. Trong vùng tam giác vàng thì nó sẽ có hai cái, một là cà là vạt, Vâng. hai là hạt lạc. Vâng. Hai cái chỗ này nó tập trung vô cùng nhiều dây thần kinh. Nhất là chỗ hạt lạc tập trung đến 8.500 đầu dây thần kinh. Nó thậm chí nó còn nhiều hơn dây thần kinh của anh em ở đầu thằng em cơ. Vâng. Nên khi mà em tập trung đánh mạnh, đánh nhanh, rút gọn và có một cái tốc độ thật là cao, thì chị em đôi khi là mới chỉ dạo đầu thôi đã có thể lên nóc lần đầu tiên khi anh em chưa cho vào trong. Đấy là cái chỗ hạt lạc và chỗ cà là vạt. À, thế Đó. em dạo đầu chưa bao giờ thấy người em lên nóc vì người em toàn thích kiểu là đưa vào nách thôi chị ạ. À, nách thì Nhưng mà em lại không được lâu vì người em hơi bị hoi nách. Thế là vào chỗ kia là thích hơn đúng không chị đúng ạ? rồi, nhưng với điều kiện là bạn gái phải rau không bị rau mùi rau kinh giới. Chị hỏi em nhá, Dạ. thế bây giờ đàn ông bọn em sợ cái chỗ đó, đôi khi không dám đánh mạnh vào đấy vì em sợ có mùi hôi đúng không? Không, mùi chỗ đấy thì cũng không ghê lắm vì đấy là mùi đặc trưng rồi. Còn mùi của nách thì đôi khi hôi nách đâm ra kiểu cũng hơi ghê chị ạ. Thế thì giờ em đừng tập trung vào nách nữa, tập Dạ. trung ít thôi rồi tập Nhưng trung mà người yêu vào lại cứ bắt đấy vào nách chả hiểu là gì. Xong rồi cái lúc mà em làm xong cho người yêu vào nách ấy thì người yêu bắt đầu làm cho em. Xong nhưng mà em cũng, người ta bảo dạo đầu thì thích, em thì cũng thấy thích đấy, nhưng mà cứ dạo đầu mà kiểu người yêu mà kiểu mạnh ấy là nó bị vọt, mà kiểu nó từ từ nó chậm chậm thôi thì còn được, chứ kiểu muốn mạnh ấy là nó kiểu hay bị vọt lắm chị ạ. Thế có bao giờ em bảo bạn gái là ui em ơi từ từ thôi, chứ mạnh thế này thì anh sợ anh chớ mất không? À thì cũng có giải pháp mà, tức là thì em lại bảo người yêu em mút cho ra ra xong rồi nghỉ ngơi khoảng 15 phút sau Lại tiến chiến đấu hiệp hai thì đúng không? hiệp 2 thì em được lâu lắm chị ạ, phải được 10 phút. Em ơi, đấy không phải là giải pháp đâu. Nếu như mà Em hay dùng giải pháp đấy mà. nhưng mà đấy không phải là giải pháp tốt nhất dành cho em đâu. Tại vì nếu như mà để nói về cái chất lượng nòng nọc, để có nói lúc là em chớ ra, hiệp 1 Vâng. và hiệp 2 phải cách nhau 1 tiếng em trai nhá. Chứ À dạ. còn bây giờ mà mới có nghỉ 15 phút thì cái tủy sống của em đâu có kịp sản xuất nòng nọc tốt đâu để mà cho bạn gái có một cái chất lượng nòng nọc tốt nhất. Thế thì bây giờ ngay từ hiệp đầu. Nhưng mà để cách 1 tiếng thì lại khác gì lần đầu thì vẫn Ừ bị thì nhanh chị thế. ạ. Thế thì ngay từ cái lần đầu tiên của em lâu ra luôn đi. Chứ em cần gì phải lần đầu tiên lại Chị cho cứ ra xong đến nói lần thứ hai. nó không, em muốn như thế nhưng mà kiểu nó không tiết chế được ấy. Em bất lực đúng không? Thế gặp chị là sẽ có lực ngay. Em dùng ngay cái cao A quang của nhà chị. Dạ. Cái dòng này thì nó đầy đủ giấy tờ của Sở Y tế. Dạ. Mỗi lần em dùng thì rất là nhỏ bằng một hạt gạo thôi. Dạ. Em bôi vào cái chỗ thằng em, cái thân thằng em, cái chỗ chi tiết chỗ nào thì chị sẽ in inbox chị chỉ cho em. Dạ. Nhưng mà nó sẽ mang lại cho em một cái cảm giác là hơi tê tê, nóng nóng, dân gian tưng tửng một chút. Dạ. Và khi mình có cái cảm giác đó em đi rửa sạch thì bạn gái có dạo đầu có mờ lem cho em thì cũng không lo là em bị chớ ngay từ cái lúc mà mở bài nhá. Dạ. Và khi vào phần thân bài thì em phải có một cái tốc độ thật là nhanh, thật là cao, thật là mạnh thì em mới có thể ra được. Ôi thế đã lắm. Và thời gian ít nhất lần đầu tiên sử dụng phải 20 phút đổ lên và 30-35 phút đổ xuống. Ui, thế á? Và đấy là cái thời gian mà chị em bọn chị mong muốn. Vâng. Nên là chị nghĩ là em đừng áp dụng cái phương pháp là cho hiệp 2 lâu ra còn hiệp 1 thì chớ như thế nữa, nó rất là hại đến bản thân mình, bạn gái cũng mất cảm xúc em ạ. Dạ. Vâng, thế em mừng thử nhá. À, em cảm ơn chị. Ok em.